tại sao mình có xu hướng trở thành chính những gì mình chống đối vậy chị? Có phải cũng là một ví dụ của lực hấp dẫn không? Không phải nha Tâm Châu, nếu như em coi lại cái video cũ của chị, nó gọi là cái hình mẫu mà em gặp hồi nhỏ là do những cái tổn thương từ hồi nhỏ của em. Ví dụ em không thích những cái tập tính gì của ba em, thì em chỉ không biết những cái người đàn ông ngược với cái tập tính của ba em là cái gì thôi. Và trong cái tư duy em là cái gì? Mình phải đi sửa đàn ông. Những cái người đàn ông như ba mình cần phải được chỉnh sửa. Tức là từ cái lúc nhỏ em đã lộn rồi. Em không tư duy như vậy. Chị lặp lại nè. Thay vì em tư duy là à, ba của mình như vậy, mình sau này mình muốn sửa đàn ông, mình không có muốn đàn ông như vậy. Hoặc là mẹ của mình như vậy, sau này mình không có muốn gặp một người phụ nữ như vậy. Thì em đang đem cái đầu em theo cái tư tưởng đó là cái gì? Đi ra sửa người ta. Khi em đi ra đường với cái tư tưởng là em muốn sửa tất cả mọi người, em đâu có đi ra tìm kiếm cái mà em muốn đâu. Bởi vì em không biết cái em muốn, em chỉ đi ra tìm cái em muốn sửa. Em muốn chỉnh cho người ta trở thành cái người mà cha người mẹ mà em muốn. Em thấy cái khúc này nó hơi bị tricky, tức là cái khúc này nó hơi bị éo le một chút. Nhưng mà khi em nghe kỹ á, em sẽ hình dung ra. Chị hay nói cho các bạn là ghi ra cái bạn muốn và ghi ra cái bạn không muốn. Bởi vì nó là như vậy. Khi em không biết cái em muốn, tại sao em không biết cái em muốn luôn, em biết tại sao không? Tại vì em không có cái hình mẫu đó trong cuộc đời. Ba má em không có như ba má của bạn em. Em không được sống với ba má của bạn em những cái cách mà em đang sống với ba má của em. Cho nên em ao ước em có một người cha người mẹ như vậy. Khi em ao ước như vậy thì em phải sẵn sàng đón nhận cả hai mặt, mặt tốt và mặt xấu chẳng hạn. Thì cũng tương tự như vậy. Nếu ba của em đối xử với em không tốt, mẹ của em đối xử với em không tốt, nhưng mà em không có đem theo tư tưởng là à, ba mẹ mình đối xử mình không tốt không sao hết, mình đi tìm cái mẫu đàn ông này này. Không có ai làm vậy hết á. Tại vì không có ai dạy em cái đó luôn. Mình đi ra đường và mình gặp thầy hay mình gặp những cái người giúp mình á, như là cái hình mẫu của mình á, cái mình mới thấy là wow, rất là hay. Đó là chính họ còn nói là mày có cái tư duy rất là lệch lạc, mày có một cái tư duy rất là sai, bởi vậy nên cuộc sống của mày mới khổ. Lúc đó mình không có hiểu, mình không hiểu tại vì sao, mình chưa có trải nghiệm, mình không có cái mẫu người đó. Chị nói sơ sơ ví dụ như vậy nè. Những các bạn mà đang học với chị, hoặc là những các bạn đang coi livestream với chị biết các bạn gửi email này nọ nữa, các bạn có nói chị có biết. Rồi chị dạy cho em những cái mà em chưa bao giờ tưởng tượng trên đời này có cái kiến thức này luôn. Đó gọi là gì? Bởi vì em chưa có được trải nghiệm cái kiến thức này, cho nên em bị sốc kiến thức, dạng như là bị dội vô trong mặt em là ô, xưa giờ những cái em biết nó là dốt hả? Thì có hai cái sự lựa chọn. Một là người ta quyết định tìm hiểu cái mà chị chia sẻ luôn. Hai là người ta kiểu, người ta nói không, bà này nói tào lao, những cái tôi biết từ nhỏ lớn từ ba má tôi là đúng chẳng hạn. Thì cái cuộc đời họ cứ khổ như vậy, họ sẽ quen người khổ, họ sẽ yêu người khổ. Nhưng khi cái người họ đủ tỉnh táo, họ phân tích ra là ok, tôi nghe lời người này người kia đủ rồi đó, tôi thấy cuộc đời tôi dốt nát rồi đó, bây giờ nghe thử lời người này coi. Nhưng mà nghe cũng phải có căn cứ, hiểu không? Nghe rồi xong rồi về nhà tìm hiểu coi là người ta phân tích coi người ta nói có đúng hay không. Thì đó chính là cái lúc để thể hiện cái trí khôn của em nó tăng lên. Ok, đó là lý do tại sao em cứ quen lộ người, yêu lộ người. Người ta cứ đi tìm cách trị triệt sâu ở trên lá, nhưng mà họ không có biết là dưới cái gốc rễ của cây cam đã có vấn đề rồi. Và cái kênh của chị là để đi xuống cái rễ để giải quyết vấn đề, với chị không có xịt thuốc phun gì ở trên lá hết á. Chị biết được là xịt đó nó không có hiệu quả. Những cái lớp mà em thấy ở Việt Nam nó mở cho em học 3 ngày này nọ tào lao, đừng có đóng tiền, chị khuyên nghiêm túc. Tụi nó vô đây thế nào tụi nó cũng chửi chị, kêu mày không có làm, mày còn cấm tụi tao. Nhưng mà em biết nó đánh vô lòng tham của con người thôi. Học 3 ngày mà giàu, đại đứa giàu, đúng không? Thực tế một chút, bớt ngu xuẩn đi, bớt ngu xuẩn nhá. Học 3 ngày mà giàu, đầy đứa giàu, đúng không em? Đó là lý do tại sao chị không có rã lên mà chị nói là mở lớp dạy hay mới làm gì. Bởi vì chị biết để dạy một con người sống cái cuộc đời của họ mất thời gian, họ cũng phải kiên trì với em cũng phải kiên trì với họ, hai người kiên trì qua lại, rồi còn phải mất thời gian dạy nó, rồi sửa nó, làm sai nó làm lại, ngu té lên té xuống, gặp con bồ nó ngu về phải dạy nó, tại sao con bồ nó ngu để cho nó, rồi nó có khi nó nghe lời bồ nó không nghe lời thầy nó nữa, đủ thứ chuyện hết. Làm thầy đâu có dễ đâu. Tại sao mình phải có ước mơ thật lớn? Giờ chị hỏi nên, nếu như em chỉ ước là chị, em ước em có một cái căn nhà, có một cái cửa, rồi xong em có một người chồng và hai đứa con, và như vậy sống happy đến cuối cuộc đời, xong rồi đó, ước vậy thôi đó, thì á, em nghĩ cái động lực so với cái chuyện là chị muốn trở thành một người thành công, lo được tài chính cho bản thân chị,
dành cái thời gian rảnh rỗi của chị sau khi lo được tài chính cho chị để đi cống hiến lại cộng đồng bằng cách là tạo dựng nên một cái thế hệ trẻ ở Việt Nam với một cái tư tưởng và tư duy và cái tầm nhìn đẳng cấp thế giới, đẳng cấp quốc tế, thì em thấy cái ước mơ nào em nghe nó hừng hực và em quyết tâm hơn. Đơn giản vậy thôi. Đừng có mơ ba cái tàu lao, mơ ba cái đồ yêu, mơ tuần sau mua được cái điện thoại iPhone mới, tuần sau mua được cái laptop mới. Cái đó không gọi là mơ. Ok. Cái đó gọi là tàu lao. Mua được cái điện thoại rồi sao? Sử dụng cái điện thoại đó móc ra tiền cho mình, hay là hàng tháng phải làm thấy mẹ để trả tiền lại cái điện thoại đó. Dùng cái đầu của mình để tư duy. Đừng có đặt những cái chuyện mà ngu xuẩn. Mơ nhỏ nhỏ, mơ ngày ba bữa là đủ. Nếu em mơ như ba má em thì em không cần phải coi kênh chị. Mà chị cũng nói thiệt, những cái bạn mà vô đây mà mơ ít ít á, đi về nhà ở với ba má, ok, ba má nuôi, ít khi ba má chết hưởng ké lại cái nhà. Vậy đi, mơ là phải mơ cho bự, mơ là phải mơ cho tầm vĩ mô, mơ là phải mơ cho lớn. Chị mơ vậy đó, chị mơ chị muốn đem thế giới nhìn thấy được người Việt Nam mình như thế nào, ok. Và chị muốn đào tạo nhiều người Việt Nam giống như chị. Mấy đứa có muốn giống chị không? Chắc chắn rồi. Chị có muốn mấy đứa giống chị không? Chắc chắn rồi. Nhưng mà không phải tất cả mấy đứa đều có thể làm được điều chị làm. Cho nên chị biết cái điều đó. Và cái sức người nó cũng có giới hạn, thời gian nó cũng có giới hạn, ok. Em không có nhiều thời gian trên thế gian này như em nghĩ. Và chị biết được cái điều đó. Chị dùng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chị nhờ YouTube để mà chị có thể đi tìm được nhân tài. Chị nói thẳng vậy thôi. Chị nhờ YouTube để chị đi tìm nhân tài, để chị mài dũa nhân tài, để mà nhân tài cống hiến lại cho đất nước đó. Bữa đứa nào hỏi nhân tài đó, đó, chị đang làm cái chuyện rùi bu đó. Còn tại sao chị làm cái chuyện rùi bu em không còn quan tâm. Em không tin thì em biến, vậy thôi. Mấy đứa mà sống mà suốt ngày nghi ngờ, không có tin trên đời này có người tốt thì đi kênh khác. Đi coi mấy kênh tàu lao, 5 năm, 10 năm nữa ghé vô cũng được. Ghé 5 năm, 10 năm nữa khi em ghé vô thì người ta cũng lên tới đâu rồi. Khi chị đi làm á, chị không bao giờ nói ở cấp dưới của chị á là họ phải làm việc như thế nào hết. Chị luôn cho người khác cơ hội và chị quan sát. Ví dụ như chị đi làm, chị tuyển người mới vô, chị sẽ nghe tất nhiên lý lịch, họ từng làm việc ở đâu, kinh nghiệm như thế nào, vân vân và vân vân. Xong rồi em sẽ cho họ cái quyền được lead, em cho họ cái quyền được làm lãnh đạo luôn. Tức là sao, em nói ok, nếu như tôi cho bạn làm cái phần admin, em đưa quyền cho họ ngay lập tức, ngay và luôn. Tức là sao? Tất nhiên ngày thời kỳ đầu họ sẽ sợ, họ sẽ gọi em là à ví dụ như tôi muốn quyết định vậy có được không. Em phải dập tắt ngay tại đó luôn. Em nói là tôi không có quan tâm, tôi đã đưa quyền cho bạn rồi, bạn phải tự quyết. Nhưng mà khi bạn tự quyết, bạn phải chịu trách nhiệm cho cái chuyện bạn sắp quyết, vậy thôi. Tại sao cái điều đó nó quan trọng? Tại vì khi em cho người khác cái niềm tin, em cho người khác cái sự tôn trọng, thì bây giờ em có quyền thẳng thắn. Bây giờ nó đến mà nó làm sai với chị được chửi nó không? Được chứ. Đã cho nó có quyền được quyết rồi mà giờ nó quyết ngu nữa thì bây giờ bị ăn chửi thôi, đúng không? Khi em tạo được cái sự tôn trọng bằng cái việc là tôi đối xử với bạn như một con người, tôi cho bạn cơ hội làm việc với tôi và bạn cũng phải thẳng thắn và trung thực với tôi là bạn có làm được hay không. Bạn nói ok, bạn làm được, tôi cho bạn cái quyền đó 100%. Nhưng mà khi tôi cho bạn cái quyền đó mà bạn lạm dụng cái quyền đó, hoặc là bạn không biết cách sử dụng cái quyền đó, hoặc là bạn làm ăn mà sống nhăn á, là tôi chửi, nghe không? Tôi chửi. Đó là cái cách để em biết khi nào em được thẳng thắn. Cũng như ở với ba mẹ cũng vậy thôi. Ở với ba mẹ làm sao để em thẳng thắn với ba mẹ? Em cho họ chứng minh cho họ thấy, đi cầm cục tiền nhiều quăng lên bàn cái coi. Ba mẹ em tự nhiên tôn trọng em liền từ giây phút đó hả? Em nói thẳng cỡ nào cũng được. Giờ em có nói ba ơi, hôm nay ba không có đẹp trai như mọi ngày, ba em cũng vẫn yêu thương em hả? Tại vì em mới để cho ông cục tiền đi nhậu. Giờ đi gặp bạn gái cũng vậy, mắc cười lắm. Chị nói ở đây không phải chị lấy đồng tiền đó để nói với em một quà chị, vậy là tiền nó quan trọng, phải. Nhưng mà có những cái á, sự tôn trọng của em nó chỉ đến từ sau khi em thể hiện năng lực thôi. Và tiền nó là cái để thể hiện được là em làm được năng lực như thế nào để mà ra được cái số tiền đó, chứ không có người dốt nào mà làm ra được cái số tiền đó hết. Học những cái điều này á, nó tốt cho mình, sau này cuộc đời của mình sẽ khác đi, chứ không có gì hết á. Rồi, như thường lệ, đừng có quên like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Và Nhi sẽ gặp lại các bạn.